Em sẽ kiểm tra cái đồng hồ này. Đồng hồ này nó hiện tại nó không chạy. Em sẽ kiểm tra xem nó bị làm sao. Đấy, thì quan sát này em đã thấy là thứ nhất nó có hai cái đặc điểm đi quan sát. Thứ nhất là cái lịch này đang kéo này, đang bắt đầu kéo lịch, đúng không ạ? Đó, nó đang bắt đầu kéo lịch đồng hồ này. Thứ hai nữa là cái kim dây nó đang bị chạm vào kim kim phút, đúng không ạ? Đấy, hai cái bệnh này. Để và em bây giờ em sẽ tháo ra để kiểm tra xem là nó bị bệnh gì, đúng không ạ? Bác nào cần thì các bác vào Zalo nhé, phía trên Zalo tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại của em vào là Zalo của em, các bác nhắn tin giúp em thì các bác đừng gọi nhé. Sẽ đặt đây, tháo ra. Cái này là cái bẩn này thì em sẽ vệ sinh cho khách này. Đấy, các bác thấy tháo ra này, nó thấy thấy nó làm sao nó đã chạy, đúng không ạ? Nó đã chạy. Đó. Vậy thì tỷ lệ khả năng nó bị làm sao? Đây, em lau này các bác này, nó bẩn này. Đó, cái này mình sẽ vệ sinh cho khách. Đó, rất bẩn, đúng không ạ? Và cả ở kia chỗ này nữa, đây các bác nhìn này. Đó, em vệ sinh luôn cho khách. Cái này thì làm sao khách biết, đúng không? Đấy, mình làm mình thấy thì mình khắc phục cho khách thôi, chứ cũng chả có gì là lớn cả. Đấy, và những cái bẩn bẩn này này mình vệ sinh luôn, đúng không ạ? Đó, rồi tháo cái căn của nó ra. Căn này khá là đặc biệt các bạn, căn của nó bằng nhựa. Đấy, mình sẽ phải tháo khéo khéo một chút để nó ra. Đó, rồi và em sẽ tháo phần máy của nó ra. Đó, thì em thấy ở trong này nó khá là bẩn này các bạn này. Đấy, khá là bẩn thì em sẽ phải lấy cái giấy lau, em lau đi cho khách. Đó, cho sạch sẽ. Đó, cho đỡ bẩn. Ok. Sẽ rồi. Và bây giờ mình sẽ khắc phục đi hai cái bệnh để kiểm tra. Đó. Bệnh thứ nhất là lịch, đúng không ạ? Lịch thì thứ nhất là em sẽ tháo ra, em sẽ quay đã. Quay xem nó có kéo lịch không. Đây, các bác thấy vẫn kéo lịch nhá, đúng không ạ? Vẫn kéo lịch bình thường nhá. Đó. Và lịch ngoài. Lịch ngoài không nhảy, đúng không ạ? Lịch ngoài không nhảy đây các bác này. Đây, em sẽ quay lại một vòng nữa cho các bác nhìn nhé. Em sẽ bơm bơm lại lịch cho các bác nhìn nhé. Đó, bơm lịch thì vẫn bình thường nhá, ok nhá, đúng không? Đó, bơm lịch này. Đấy, nhưng mà đến đến vị trí này bắt đầu là không 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 ấy rồi, không bơm được nữa rồi, đúng không ạ? Đây, cái nút sun này này. Đó, nút sun là không không bơm được nữa rồi. Bây giờ em sẽ xoay, cứ cứ xoay. Đấy, để xem nó kéo lịch không nhá. Đây nhá. Bây giờ bắt đầu lên vị trí này em sẽ xoay xem nó kéo lịch không. 19 này. Và lịch trong này. Lịch trong không nhảy nhá, đúng không? Lịch trong không nhảy này. Vậy thì cái này bánh lịch gì các bác nhá. Bánh lịch. Ngoài ra thì các bác nhìn thấy kim kim dây này, kim dây và kim phút nó đang gần sát với nhau. Thì em sẽ khắc phục luôn. Cái bệnh sắt kim này. Đây gọi là sắt kim nhá. Tức là kim dây và kim kim phút nó chạm vào nhau đấy. Vậy thì cái đồng hồ này cái hai bệnh. Bị hai bệnh các bạn. Đó. Thứ nhất là lịch và thứ hai là kim dây nó sát vào. Vậy thì em sẽ khắc phục luôn hai cái bệnh này. Đó. Em sẽ rổ cái kim này ra. Rổ bộ kim này ra để kiểm tra cái phần bánh xe lịch của nó. Đó. Bánh xe lịch của nó. Và em này em quay trực tiếp nha các bác nhé, em không có cắt ghép gì đâu. Đó, không có cắt ghép tí nào cả nhé. Quay thực làm thực luôn. Đó. Và đây này các bác nhìn thấy cái căn của nó bị vỡ này. Đúng không? Căn của nó bị vỡ. Nhưng vẫn còn sử dụng được. Vẫn sử dụng được nhé. Đấy, không, chưa 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 ảnh hưởng gì cả. Đó, rồi em sẽ tháo luôn cái phần dưới này đi ra. Đó.
kiểm tra cái lịch này. À, cái lịch này các bác thấy có một cái đặc điểm đó là cái gì? Cái bánh lịch này nó chỉ có một thôi đúng không? Tức là nó chỉ kéo được một lịch ngoài thôi. Còn lịch trong làm sao? Lịch trong không kéo được bởi vì cái bánh lịch này này. À, cái bánh lịch này bị thay là tháo ra rồi. À, tức là thiếu một cái tầng lịch. À, thiếu một cái tầng lịch nhá. À, vậy thì em sẽ tháo, em sẽ lắp thêm một cái tầng tầng lịch nữa vào các bác nhé. Tầng lịch nữa vào. Đó. Nó có hai tầng lịch đấy các bác. Đây này. Đó. Hai tầng lịch. Rồi, đây, bây giờ em sẽ tháo ra để kiểm tra thử đã, ướm đã. Xem có đúng không? Hai tầng lịch. Tầng lịch ngoài không không bơm được. Thì em sẽ kiểm tra luôn cái phần bơm lịch của nó đã nhá. Rồi. Cái ốc này của nó là ốc vát các bạn. Ốc vát nên là mình lắp vào là chú ý. Đừng gắp, hạn chế gắp mà dùng cái tô vít có nam châm này này. Đấy, để chứ gắp nó hay bị bắn. Đó. Tháo khéo chỗ này ra. Đó. Em sẽ kiểm tra nhanh cái chỗ bơm lịch thì các bác. Bơm lịch đây. Đây cái phần bơm lịch này vừa nãy bơm không được đúng không ạ? À, em sẽ bỏ cái mảng mảng lịch này ra. À, và sẽ test thử lại cái bơm lịch đây. À, nó không được nhạy đúng không ạ? Hiện tại em thấy là vẫn ok này. À, vẫn ok. Chưa phát hiện ra cái đặc điểm gì. Đây có một con ốc này hơi lỏng quá. Em siết vào. À, ok. À, và em sẽ lắp cái màng chắn này vào. Đó. Tiếp theo lắp màng chắn thứ hai vào. Em làm em không đeo găng tay được các bác nhé. Em thử với các bác thế. Nhưng mà trước khi em làm em đều phải rửa tay sạch sẽ trước khi làm hết rồi. Đó. Nên các bác cứ yên tâm nhé. Vì em làm mà không đeo găng tay nó không thật tay đâu. Cái này 20 năm trước thì làm gì đã có găng tay đúng không các bác? Để mà đeo. Mà là em làm quen rồi. Đeo găng tay vào nó làm nó không thật tay các bác ạ. Mình làm cảm giác nó không thật tay. Nhiều cái. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ lắp tiếp con ốc thứ hai. Đây con ốc này ốc vát. Nên là nên dùng cái tô vít có nam châm này này. Chứ nếu mà không dùng tô vít nam châm này thì các bác gắp vào nó hay bị bắn. Bởi vì con ốc này nó vát cạnh ở trên mà. Gọi là ốc vát. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp kia thêm cái thớt lịch nhá. Nó có hai thớt mà các bác. Đó. Nó không có cái tầng này thì làm sao nó kéo lịch trong được đúng không ạ? Phải có hai tầng lịch này nó mới kéo được các bác nhé. Đó, và mình sẽ thử kiểm tra lại. Ok. Đó, đây. Đó. Em thấy nó hơi zin zít một tí. Hơi zin zít một tí. Rồi và em sẽ lắp tiếp cái bánh lịch vào. Lịch tiếp theo vào. Đấy, và lắp cái khóa vào. Rồi em sẽ bơm lịch thử, test thử. À, các bác thấy là bơm lịch của nó chỉ bơm được một nửa thôi, đúng không? Đây này, đây, các bác nhìn thấy bơm chỉ được một nửa thôi. Nó không bơm được hết, đúng không? Đó, em không bơm được hết. Vậy thì cái này em sẽ phải test thay thử cái bánh lịch khác các bác nhé. Hãy thử cái bánh lịch khác.
để làm gì, để kiểm tra xem là cái bánh lịch này nó có vấn đề gì không. Đây test thử cái lịch khác đó. Chứ bánh lịch này em thấy không ổn lắm đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp thử cái bánh lịch khác nhé. Đây là một bánh lịch khác này, em sẽ test thử luôn để xem nó kéo lịch trên mức độ nào. Đó, rồi bây giờ bơm thử lịch. Đấy, ok đấy các bác, anh nha. Em thấy ok đấy. Đấy, rồi bây giờ em sẽ lắp cái mảng chắn này vào. À, cái mắt số vào, xin lỗi. Để kiểm tra. Sau khi lắp xong rồi em sẽ khóa cái chân mặt số vào, khóa lại cho nó giữ mặt số, và bây giờ em sẽ xoay để cho nó nhảy lịch. Đấy, bắt đầu nhảy lịch này các bác. Đấy, nhảy lịch đầu tiên thì em sẽ đặt lên đây và em sẽ lắp cái kim giờ trước và đúng số 12. Đó. Sau đó mình sẽ xoay một vòng nữa. Đó. Và đặt cái kim giờ vào đây. Đó. Rồi, và lắp nốt cái kim dây về các bác. Đó, và chú ý là cái kim này không để nó sát vào nhau. Đó, xong. Đây, xong cái lịch rồi. Bây giờ kéo cả hai lịch đều nhảy rồi các bác. Đó, nha. Yeah. Xoay các bác xem nhé. Đó, cả hai lịch đều nhảy ok rồi. Đó, đúng không ạ? Rồi, em chào các bác.